Chào các bạn đến Tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda CRF 300L 2022, một cái dòng xe máy địa hình tại thị trường Việt Nam với mức giá hơn 200 triệu. Cái mẫu xe máy địa hình vừa mới ra mắt là cái chiếc Honda CRF 300L 2022 được nhập khẩu trực tiếp từ bên Thái Lan về thị trường Việt Nam thông qua một cái đơn vị kinh doanh xe tại Hà Nội. Cái chiếc Honda CRF 300L được chính thức công bố toàn cầu vào hồi cuối năm 2020. Cái mẫu xe này ra mắt nhằm thay thế cho cái biến thể là CRF 250 trước đây. Xe mang trên mình gam màu đỏ đặc trưng của một cái dòng xe địa hình cùng với tông màu vàng đồng ở phần chạm khớp trước đến từ Sowa. Cái mẫu xe mới này thì có mức giá hơn 200 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Nó cao hơn so với cái dòng Honda CB500X 2022 được phân phối chính hãng. Cái chiếc là CRF 300L 2022 với có chiều dài là 2.230mm, trong khi chiều cao rơi vào khoảng 1.200mm. Cái giảm xúc trước với đường kính 43mm đến từ Sowa và hành trình là 250mm. Ngoài ra, cái chiếc Honda CRF 300L 2022 thì nó cũng được ra mắt khi một cái biến thể mới là CRF 300 Ready với kích thước là cao lớn hơn, phù hợp nhu cầu địa hình tốt hơn với một cái tần suất liên tục. Cái dòng Honda CRF 300L 2022 được trang bị cho mình cái vành trước sau đều là vành nan hoa với kích thước ở phía trước là 21 inch, trong khi phía sau chỉ có 18 inch. Nó tương tự như cái mẫu là CRF 150L. Hệ thống phanh là phanh đĩa và không có phanh ABS. Trong khi cái dòng phía sau dạng đơn với có những cái nút điều chỉnh cái độ cứng và mềm. Cái bình xăng với dung tích là 7,9 lít. Cái mức chênh lệch là không quá lớn nếu so với cái biến thể CRF 150L là 7,2 lít. Màn hình là LCD đơn sắc hiển thị cấp số, tốc độ, vòng tua máy và mức tiêu thụ nhiên liệu. Với một cái chiều cao yên rơi vào khoảng là 830m. Nó thấp hơn ở mức là 860m của cái chiếc CRF 150L. Cái yên xe thì dày dặn, bề mặt yên cũng khá rộng so với cái mẫu là CRF 150L. Phù hợp với người có chiều cao là khoảng 1m7 trở lên. Xe có cái phần để chân chừng ngồi sau, nhưng tư thế ngồi thì không được thoải mái khi chúng ta đi đường dài. Cái phần đèn pha của chiếc Honda CRF 300L 2022 là 3/4 đèn LED với thiết kế góc cạnh, tăng thêm cái tính thẩm mỹ so với các mẫu xe cũ 4 tận dụng cái dòng đèn halogen. Cái chiếc CRF 300L 2022 với một cái khoảng sáng gầm là 244mm và có sẵn các điểm để người dùng gắn thêm cái chắn gầm. Và trên cái mẫu xe là CRF 300 Ready thì cái khoảng sáng gầm dừng ở mức là 276mm. Cái chiếc Honda CRF 300L 2022 được trang bị cho mình động cơ DOHC xanh đơn làm mát bằng dung dịch với dung tích là 286 phân khối, tạo ra cái công suất 27 mã lực, tại ngưỡng vòng tua máy là 8.500 phút, trong km sáng cực đại là 26.6 Nm, tại ngưỡng vòng tua máy là 6.500 phút. Hộp số lỗ con tài 6 cấp tích hợp ly hợp chống trượt. Hiện tại trong cái phân khúc cào là 300 phân khối tại thị trường Việt Nam chỉ có duy nhất một cái mẫu là Honda CRF 300L 2022 với một mức giá đơn 200 triệu. Cái dòng xe địa hình này được xem là tương đối cao đối với người dùng khi có rất nhiều lựa chọn trong tầm giá như cái dòng là Kawasaki Versys X300 cho đời 2011 hay là KTM 390 Adventure mới về 2022, hoặc là cái dòng vừa mới được ra mắt là Honda CB500X 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy để chi tiết nhớ like, subscribe.